Thiên Ân làm hoa hậu nhưng vui quá quên mất xin nghỉ bán mắt kính. Cộng đồng mạng Miss Nhân Sự Mai Ngô đã xem và đánh giá. Sau khoảng thời gian tổ chức gấp rút, Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã chính thức khép lại với ngôi vị cao nhất thuộc về cô gái đến từ Long An, Đoàn Thiên Ân. Dù là một cái tên mới nhưng hào quang trên sân khấu của mỹ nhân sinh năm 2000 là điều không ai có thể phủ nhận. Sau đăng quang, mọi hoạt động của tân hoa hậu được chú ý hơn. Ai cũng biết trước khi làm hoa hậu, Thiên Ân đã phải làm đủ nghề để phụ giúp gia đình và trang trải cuộc sống. Gần đây nhất, Thiên Ân làm thêm tại một cửa hàng mắt kính trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một clip chuẩn bị cho hành trình đi thi quốc tế, người đẹp Long An có lịch gặp nhà thiết kế Đỗ Long để chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới. Trên trang cá nhân, Đỗ Long chia sẻ đoạn clip trò chuyện vui vẻ của hai anh em. Mở đầu, nhà thiết kế hỏi: "Ủa Ân, ngày hôm qua em đoạt giải hoa hậu rồi, em xin nghỉ chỗ bán mắt kính chưa?" Được đàn anh hỏi điều này, nàng hậu tỏ ra bất ngờ, bật cười đáp lại: "Hôm qua em vui quá, em quên, em đâu có xin. Sáng nay em mới gọi điện thoại cho anh trưởng ca xin. Em nói em thành hoa hậu rồi, cho em nghỉ nha. Em hết đi làm được rồi. Cho em nghỉ bán mắt kính đi. Giờ em lỡ thành hoa hậu rồi, anh tuyển nhân viên mới giùm em nha." Thiên Ân hài hước kể thêm. Khi hoa hậu xin nghỉ việc, trưởng ca cũng vui vẻ đáp lại: "Anh biết điều này trước em rồi, em khỏi phải xin." Thành hoa hậu không? Em nói cho em nghỉ bán mắt kính, giờ em lỡ thành hoa hậu, em không biết làm, Anh nói không? Đoạn nói chuyện duyên dáng này của nàng tân hoa hậu khiến nhiều fan sắc đẹp cảm thấy bó tay với độ ngô nghê ngây thơ của cô nàng. Bên dưới bình luận, nhiều người còn tác tên Miss tuyển dụng Mai Ngô vào để chọc cô nàng. Miss tuyển dụng Ngô Thị Quỳnh Mai đã xem và đánh giá. Và anh trưởng ca sau đó phải nhờ đến Mai Ngô để tuyển dụng. Em nghĩ là đúng rồi đó, chứ lương đâu trả nổi cho hoa hậu. Lý do nghỉ việc thật sang chảnh, em lỡ làm hoa hậu rồi. Trước đó trong đêm chung kết, dân tình bắt được khoảnh khắc tân hoa hậu. Khi được công bố đăng quang, cô nàng còn nói vào tai Á hậu 2 rằng: "Vậy em là hoa hậu hả? Không có biết làm hoa hậu." Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 2000 cho biết chuyến xuất ngoại đến Indonesia sắp tới là lần đầu tiên cô được đi máy bay. Dạ, trước giờ em chưa bao giờ đi nước ngoài. Và lần đi Indo lần này là lần đầu tiên mà em đi máy bay và bay ra nước ngoài. Hiện tân Miss Grand Việt Nam đang ở trọ cùng ba tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, Thiên Ân mất mẹ từ năm lớp 11. Gia đình cô không có cuộc sống dư dả như nhiều người khác. Dù vậy, trong xuyên suốt hành trình tham gia Miss Grand Việt Nam của mình, mỹ nhân sinh năm 2000 chưa từng kể khổ hay dùng hoàn cảnh của mình để có thêm sự ưu ái của ban giám khảo. Theo chia sẻ trong đêm chung kết, mỹ nhân gốc An Giang cũng từng nhận nhiều lời kém hay khi đạt cân nặng đạt mốc 75kg. Vì quyết tâm thay đổi hình thể và tự tin mang câu chuyện cá nhân lên sân khấu Miss Grand Việt Nam, khiến Thiên Ân truyền cảm hứng đến tất cả mọi người. Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, nhưng kết quả đã rõ và phần lớn giới mộ điệu đều hài lòng với tân Miss Grand Việt Nam. Sau chia sẻ của phụ huynh nàng hậu, mỹ nhân sinh năm 2000 càng ghi thêm điểm trong lòng công chúng. Sự ủng hộ của mọi người sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng để nàng hậu tham gia Miss Grand International trong 4 ngày tới. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.